Sabo đã chết, Vegapunk đến từ Sobet. Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Manga. Chap 1059 đã đánh dấu sự khởi đầu cho hành trình tiếp theo của băng Mũ Rơm trên đại hải trình. Sau một thời gian dài nghỉ dưỡng và nạp cola tại Wano, con tàu Ngàn Nắng đã tiếp tục hòa mình cùng với những chuyển biến khó lường của thời đại mới trên khắp thế giới. Khi sự việc tại Amazon Lily chưa kịp lắng xuống, thì bác Oda đã cho chúng ta tiếp tục dùng mình với sự kiện diệt vong chỉ trong chớp mắt của vương quốc Lulucia trong cháp 1060. Cùng với đó là pha trốn tìm lần thứ ba của anh chàng viêm đế Sabo khi người anh em thân thiết của Luffy vô tình ghé qua để thị sát cuộc bạo loạn tại đất nước này tạm bỏ qua màn lộ diện khiến ai nấy đều phải trầm trồ của các con robot khổng lồ đã được xác nhận là sản phẩm trí tuệ của nhà khoa học Vegapunk. Cùng với đó là pha tự xưng đi vào lòng đất của cô nàng Vegapunk phiên bản số 2 trong chap 1061 mới vừa ra mắt. Bọn mình muốn gửi tới anh em những nhận định về nguồn gốc của Vegapunk và số phận của Sabo cùng với những tình huống có thể xảy ra với anh chàng này. Số 1, Sabo đã chết hay vẫn còn sống? Và bọn mình vẫn giữ quan điểm cho rằng Sabo rất khó để chết, hay nói theo một cách khác thì thành Oda sẽ không để Sabo hy sinh với ba lý do sau đây. Thứ nhất, Sabo và ước mơ vẫn còn dang dở. Trong đoạn hồi tưởng của Luffy ở chap 587, Oda đã xây dựng pha độc thoại nội tâm vô cùng sâu lắng của cậu bé Sabo. Ở lứa tuổi nổi loạn đó, cậu đã có một suy nghĩ vô cùng chín chắn Chắc là tớ sẽ không thể chịu được cảnh phải sống ở vương quốc này, càng ngày ở đây càng hôi thối hơn cả mũi của con người. Vậy tự do là gì? Nó nằm ở đâu? Và đến chắc 1060, anh men đã nghiêm túc nhắc lại với chúng ta rằng, tự do mà Sabo luôn đi tìm chính là tôi muốn được nhìn thấy thế giới rộng lớn này và viết một cuốn sách về nó. Đó cũng là ước mơ thật sự của Sabo, khác xa với tưởng tượng muốn trở thành ông trùm cách mạng trong suy nghĩ ban đầu của bọn mình anh em ạ. À. Và như những gì chúng ta đã được tiết lộ, Sabo đã gia nhập quân cách mạng sau khi được Dragon cứu sống khi đã liều lĩnh ra khơi với một chiếc tàu đánh cá, không gì có thể thô sơ hơn. Và sau đó, anh đã chứng tỏ bản lĩnh của mình khi trở thành nhân vật quan trọng thứ hai trong hội truyền bá tư tưởng bạo động tại các quốc gia đồng minh của chính phủ thế giới. Và sau pha giành giật nô lệ với thiên lão nhân Charles ngay tại thánh địa Marichoy, tên tuổi của Sabo đã lên nhanh như diều gặp gió và anh chàng này đã được dân chúng thế giới ca tụng với một cái tên siêu ngầu, viêm đế trong năm 1054. Thế nhưng tất cả những điều tốt đẹp mà Sabo đã làm đều xuất phát từ lý tưởng lớn lao của quân cách mạng, lật đổ ách thống trị của Thiên Long Nhân. Điều mà đã được Robin nhắc đến trong chap 1060. Hay nói theo một cách khác, Sabo vẫn sống cùng với những trách nhiệm lớn lao, nhưng đó không phải là trách nhiệm duy trì tài sản và địa vị ích kỷ của gia đình cậu, một áp lực điển hình của một đứa con trong gia đình quý tộc. Còn phải trở thành một người đàn ông, có thể cưới một cô nàng hoàng tộc, vậy là cả đời chúng ta sẽ được an nhàn và cả con cũng sẽ được hạnh phúc nữa mà là trách nhiệm giải phóng cho những con người bị áp bức bất công trên thế giới như thể là chúng tôn thờ hắn hệt như một vị thần viêm đế sabo sabo với việc các huyền thoại về hắn ngày càng lan rộng có thể nói độ nổi ảnh hưởng của hắn còn mạnh mẽ hơn cả của chính gã phản loạn dragon vì vậy, sẽ còn quá sớm và có vẻ rất tàn nhẫn khi Oda cho Sabo hy sinh ở chap 1060. Vì ước mơ của Sabo vẫn chưa thực hiện được và bọn mình cho rằng thế giới mà Sabo muốn viết lại và lưu truyền cho các thế hệ mai sau chính là một thế giới tươi đẹp, không có ách thống trị của Thiên Long Nhân và cuộc sống cơ cực của những người dân thấp cổ bé họng, một thế giới của sự tự do ở khắp mọi nơi. Khi Luffy đã trở thành vua hải tặc và hoàn thành di nguyện của Joy Boy 800 năm trước, Thời điểm trong 1060 vẫn còn quá sớm để Sabo viết nên một quyển sách để đời. Thế giới sau cái chết của dâu trắng đã được chính Oda xác nhận qua lời người dẫn chuyện ở chap 581 là đã bước vào một thời đại mới không ai có thể hình dung nổi. Hải quân chiến thắng nhưng kết quả này không nhất thiết đưa đến sự hòa bình. Không còn e sợ sự phẫn nộ của dâu trắng trên khắp các biển cả, sự hỗn loạn ngày một gia tăng. Dường như hầu hết các sự vụ này đều có dính dáng tới Sabo, ngọn lửa phản loạn của hắn đang lan khắp toàn cầu toàn bộ tám vương quốc nổi loạn đều được khích động cách mạng lật đổ khi vua của chúng còn đang trên đường hồi quốc và bạo loạn chỉ vừa chính thức nổ ra tại nhiều quốc gia cách đây không lâu chắc chắn nó sẽ sớm lan rộng trên khắp thế giới khi các bí mật đen tối những phần bất lợi trong lịch sử trị vì của thiên long nhân lần lượt được phơi bày trong phần còn lại của bộ truyện tóm cái váy lại sabo có một ước mơ vô cùng đẹp là nhân vật hiện thân cho ánh sáng duy nhất còn len lỏi trong bóng tối của cuộc sống thượng lưu giả dối của giới quý tộc trên thế giới là niềm tin duy nhất của người dân trên thế giới về mặt tốt của những người sinh ra với một dòng máu khác biệt với họ, một quý tộc chân chính. Thứ hai, Sabo, người thư kế ý chí không thể bị tiêu diệt. Có lẽ trong thế giới One Piece, Oda có một sở thích xây dựng quá khứ bi tráng cho những nhân vật của mình. Hãy kể đến một số tên tuổi khắc sâu trong lòng fan hâm mộ như Nico Robin, người sống sót duy nhất trong sự kiện chính phủ thế giới xóa sổ vùng đất Ohara Momonosuke và Hiyori chứng kiến phủ máu bị sát hại và bị cướp nước. Hay bà Hàn Cốc từng bị bắt làm nô lệ cho bọn thiên long nhân. Và với Sabo, anh chàng viêm đế của chúng ta, Oda đã tạo ra đến 3 lần hiểm cảnh, khiến anh phải chơi trốn tìm cùng người hâm mộ. Một lần khi chiếc tàu hải tặc nhỏ bé của Sabo bị tên thiên long nhân San bắn tan tành ở Trang 588. Nhưng may mắn, cậu đã được Dragon, cha của Luffy, cứu sống kịp thời và sau đó đã trở thành một nhân vật lớn như bọn mình và anh em đã biết. Người hâm mộ vẫn luôn cho rằng Sabu đã chết cho đến khi anh xuất hiện tại Red Rosa. Khốn kiếp, con thuyền bốc cháy rồi. Sao bỗng dưng chúng lại bắn như vậy? Thánh San Mắc, có một đứa bé ở trên con thuyền đó đấy ạ. À. Nơi chúng cắm cờ hải tặc, vậy thì chúng là hải tặc, đơn giản vậy thôi. Quan trọng hơn là một tên thường dân dám cắt ngang mũi con thuyền của ta. Lần thứ hai có thể kể đến chính là việc Sabu có thể thoát thân khi tập kích vào xào huyệt của chính phủ thế giới để giải cứu Kuma. Trước đó, những thông tin giật gân trên số xuất bản bán chạy nhất của tờ báo Morgan đã khiến cho nhiều fan hâm mộ vô cùng lo lắng cho tình trạng của Sabo. Vì đó thực sự là một chuyến đi vào cõi chết. Thông tin cụ thể như sau. Vương quốc Hoa, núi Colubo. Chúng ta vừa mới biết cậu ấy còn sống, mà sao có thể thế này? Sabo, đây nhất định là tin lá cải. Có chết chóc, một tin cáo phó ngay bìa sẽ khiến báo chạy như tôm tươi. Nhưng các quyết định từ hội nghị cũng không kém phần, rồi thì một âm mưu ám sát cũng cực kỳ hút khách. Nhưng thần kỳ thay, Sabo sau đó đã được Oda cho thoát thân thành công trong trại 1054, nhưng cuối cùng thì chúng đã thành công giải thoát cho cựu đồng đội của chúng, Bartholomew Kuma khỏi ách nô lệ của Long Tinh và thoát thân thành công. Dù là vậy, nhưng vận xui vẫn luôn đeo bám lấy Sabo. Khi anh chàng này biết là vô tình hay cố ý lại có mặt ở Lulucia trong cái ngày mà nó đã được Imsama hẹn giờ xóa sổ trong chat 1060. Chính ngũ lão tinh cũng đã cho rằng, ra dạ vậy, hắn quả là một gã xui xẻo. Không, đây là định mệnh. Sẽ thật vô lý khi Oda cho Sabo sống lại và thừa hưởng ý chí của Ace để chỉ trở thành một nạn nhân của thứ vũ khí mang sức mạnh kinh khủng xuất hiện trên bầu trời của vương quốc Lulusia. Ít ra thì một nhân vật tầm cỡ như Sabo phải chết một cách oanh liệt như dâu trắng hay Ace, phải không anh em? Một cái chết phía sau tấm màn sân khấu có vẻ không hợp lý trong trường hợp này. Nếu Oda đã quyết định cho Sabo đi bán muối chính thức sau lần tập sự 12 năm trước, thì sẽ phải có một sự kiện kịch tính hơn được sắp đặt trước đó như nhiều anh em đồn đoán là bị hải quân bắt giữ và sau đó là một trận chiến thượng đỉnh với dần 2. Trong One Piece, bên cạnh ước mơ của người đàn ông và sự nối tiếp thế hệ thì ý chí được kế thừa là thứ không bao giờ bị đánh bại ở Sabo toát lên ý chí của Ace hay chính là ngọn lửa của Ace và nó đã được tái sinh, mạnh mẽ hơn và trở nên bất diệt. Thứ ba, cách Sabo có thể đã thoát thân. Nếu như những suy luận của bọn mình là đúng thì Sabo có thể thoát thân như thế nào khi Imsama đã sử dụng đòn đánh gây ra sát thương diện rộng có phạm vi trên cả một hòn đảo nếu như thật sự may mắn, Sabo sẽ đang ở trên một con tàu để chuẩn bị rời khỏi Lulusia khi đã giúp người dân bắt giữ vua Seki và công chúa Komane hoặc anh đang ở một hòn đảo khác bên cạnh đó. Tuy nhiên, theo một số tình tiết khác đã được tiết lộ trong trang 1060, sự việc này còn gây ra sóng thần. Liệu rằng Sabo có rơi vào cảnh bị trôi giạt như trước đây hay không? Báo cáo biển động ở bờ biển Đông Nam, Sabokun, Sabokun cảnh báo sóng thần. Thêm một chi tiết thú vị nữa, bọn mình cho rằng Sabo vẫn có thể sử dụng Haki và năng lực của trái Meramera để thoát thân. Nhưng chắc hẳn Sabo đã giúp đỡ những người khác và đó là lý do anh đánh rơi đến đến Mercy và mất kết nối với quân cách mạng. Trong trang 1009, bằng một cách thực sự điên rồ hay bộc phát Haki con cưng của Oda, mà Zoro đã có thể che chắn cho nhóm liên minh đồng nát trước đòn đánh xong kiếm hợp bích cực mạnh Kaido và Bích Mông, thì rất có khả năng Sabo vẫn có thể sống sót khỏi đòn hủy diệt của Yusama, mặc dù quy mô và sức mạnh thật sự rất khác nhau. Anh em nghĩ sao khi Sabo đã thức tỉnh được năng lực trẻ ác quỷ Meramera và tạo nên một lối thoát trên biển cho người dân Lulucia và bản thân như cách mà Dragon đã tạo ra trong trận hỏa hoạn tại Vương quốc qua cách đây 12 năm? Nhưng thật không dễ dàng vì thứ gây ra thảm họa này rất có thể là một vũ khí cổ đại. Có một điều trùng hợp thật thú vị ở đây, Sabo đã từng bị chìm trong biển lửa khi tàu của anh chàng bị đấm trong cháp 588 và sức mạnh của Sabo hiện tại cũng là lửa. Điểm khác nhau ở chỗ, một ngọn lửa mang ý chí tiêu diệt còn một ngọn lửa là chiếc phao cứu sinh. Tạm khép lại giả thuyết về lý do Sabo vẫn còn sống ở đây, chúng ta tiếp tục bàn luận về xuất thân của Vegapunk, nhà khoa học tài ba nhất của chính phủ thế giới nhé. Số 2. Vegapunk đến từ Sobet, trong chap 1061, cô nàng Bonnie đã tiết lộ cho chúng ta thông tin về hòn đảo bí ẩn mà băng mũ rơm chuẩn bị lưu trú và khám phá, có tên là Egghead, hòn đảo được cho là đi trước 500 năm tới tương lai. Có thể nói cô nàng này thật sự rất am hiểu về chính quyền thế giới và trong pha đột nhập vào thánh địa Marichoy ở chap 908, cô đã nghe ngóng được rất nhiều bí mật động trời. Chi tiết Bonnie tiết lộ là đến tìm Vegapunk vì có chuyện cần làm ăn, ngay có vẻ như cô đã quen biết Vegapunk từ trước, thậm chí giữa họ đã có nhiều phi vụ trao đổi trước đó chẳng hạn. Trong video trước đó, bọn mình đã đưa ra những nhận định về việc Bonnie có liên quan mật thiết đến vương quốc Sobet và anh em nghĩ sao khi Vegapang lại chính là đồng hương của Bonnie và ông ấy cũng quen biết với bạo chúa Kuma. Nếu giả thuyết trên là đúng thì thật không có gì phải bất ngờ khi tiến sĩ Vegapang có thể chấp nhận thỏa thuận với cựu quốc vương Sobet là lập trình một chương trình duy nhất cho cơ thể mình, bảo vệ con thuyền hải tặc bằng cả tính mạng cho tới khi có một thành viên trong băng mũ rơm quay trở lại trước khi bạo chúa chính thức trở thành một vũ khí sống vô cảm thật sự, theo như những gì Frankie đã tiết lộ ở chap 603. Cụ thể như sau, có vẻ ông ấy đã có một thỏa thuận đặc biệt với bác sĩ phẫu thuật tiến hành thay đổi tiến sĩ Vegapunk và đã thiết lập một chương trình duy nhất cho cơ thể mình bảo vệ con thuyền hải tặc bằng cả tính mạng cho tới khi người trong băng hải tặc mũ rơm quay lại đó là lý do tại sao ông ấy hoàn toàn không còn nhớ chuyện gì hai năm trước ông ấy chỉ đơn giản thực thi mệnh lệnh mà bản thân trước đó cho cơ thể vũ khí sống mới biết và chờ đợi chúng ta là một người mà chúng ta mắc nợ sâu đậm, và nếu như một ngày nào đó chúng ta gặp lại ông ấy, ông ấy sẽ hoàn toàn trở thành một vũ khí sống vô cảm. Mặc dù Oda vẫn chưa cho chúng ta biết thỏa thuận đó là gì, nhưng rõ ràng từ những gì mà nhà khoa học điên đã lập trình cho cô nàng băng số 2. Đền hình là phát ngôn như vả vào mặt của đại tướng Frankie, xin lỗi nhá, nhưng ngươi vừa nói ta cứu ngươi à? Ô, lũ cướp biển ngây thơ ơi, thì có vẻ như Vegapunk không thích hải tặc. Vì vậy, Kuma chắc hẳn phải từng quen biết và rất tin tưởng ở Vegapunk, vì một khi ông chấp nhận nằm trên bàn giải phẫu, số phận của ông và cả con tàu Ngàn Nắng đều ở trong tay Vegapunk. Và nhà khoa học điên này hoàn toàn có thể lật kèo và sửa đổi thỏa thuận, ra lệnh cho Kuma đi đốt sạch tàu Sunny. Thêm một chi tiết liên quan đến việc Kuma chuyển sinh thành robot được Frankie tiết lộ trong chap 603. Ông ấy hoàn toàn không nhớ chuyện của hai năm trước, kết hợp cùng với một đoạn hội thoại cực kỳ ngắn gọn đến mơ hồ của ông và Dragon ở cuối trang 1058. Này Kuma, hãy cho tôi biết chính xác là anh đã thấy gì. Xin theo lệnh ngài, ba chấm. Thì bọn mình lại có thêm một giả thuyết cho rằng Kuma không hoàn toàn mất đi ý thức. Hay nói cách khác, về gặp băng chỉ đóng băng ký ức của Kuma trong hai năm, vị cựu thất vũ hải khổng lồ này đi làm nhiệm vụ bảo vệ tàu Sunny. Rõ ràng, giữa họ phải có sự tin tưởng lẫn nhau, vượt xa mức độ quen biết xã giao thông thường. Trong suốt 1061, chapter đã ra mắt của bộ truyện, Oda chỉ nhắc đến cái tên Sobet một lần duy nhất ở chapter 908. Cùng với đó là một chút thông tin về thân phận cao quý trước đó của Kuma, nguyên quốc vương vương quốc Sobet. Sau một vài ngày được chị Google phổ cập kiến thức thì bọn mình biết được rằng Sobet còn là tên gọi của một món kem giải nhiệt hấp dẫn được làm từ trái cây. Và Sobet cũng là một vương quốc nằm trên vùng biển Nam lạnh giá nhất trong One Piece. Có một nơi lạnh giá khác liên quan đến Vigapang cũng từng được Oda tiết lộ trong chap 592. Vương quốc tương lai Barizimua, nơi nhà khoa học đến từ tương lai đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình và để lại nhiều bản thiết kế siêu ấn tượng. Đến mức độ một kỹ sư giỏi như Frankie cũng phải cho rằng đến 300 năm nữa cũng không thể làm ra được. Và trong chat 592, chúng ta cũng được biết rằng những phát minh khoa học của Vegapunk thật sự có ích. Cụ thể, người dân ở Barajima đã tiết lộ rằng ông đã phát minh ra một hệ thống sưởi ấm cho người dân nơi đây. Có thể tuổi thơ cơ cực của Vegapunk khi sống ở Subet đã khiến ông đồng cảm với người dân nơi đây và muốn giúp đỡ họ. Tuy nhiên, những gì mà ông ấy luôn cảm thấy tuyệt vọng chính là việc các bản thiết kế đã hoàn tất. Ông ấy chỉ thiếu công nghệ và tiền bạc cần thiết để biến nó thành hiện thực. Thời gian chẳng bao giờ có thể bắt kịp ông ấy. Ông ấy đã khóc vì muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người. Chỉ nhìn thấy điều đó cũng đem cho chúng tôi hơi ấm. Tất cả các chi tiết trên đều cho chúng ta thấy được rằng Kuma rất hiểu về Vegapunk và họ giống như những người bạn rất thân thiết. Và nếu quả thật Bonnie là em gái hay con gái của Kuma thì việc cô quen biết Vegapunk cũng là một điều không có gì khó hiểu. Và như thường lệ, cuối video là chuyên mục dành cho anh em nào yêu thích tranh. Bọn mình mở một shop bán tranh One Piece và nhiều anime manga khác. Anh em có nhu cầu để có phòng ngủ hay góc làm việc và giải trí của mình thì hãy inbox ngay vào fanpage over Manga Anime Shop để đặt hàng. Link mình sẽ ghim ở phần mô tả. Video tới đây là hết rồi. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Nếu thấy hay, hãy dành tặng cho Top Manga một cái like, share và đăng ký kênh. Và đừng quên để lại bình luận của anh em về giả thuyết của bọn mình khi cho rằng Sabo vẫn còn sống và những nhận định về xuất thân của VKPang nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc anh em một ngày tốt lành. Bye bye.